الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد Mỗi tín đồ Muslim chúng ta, dù nam hay là nữ, dù chúng ta đã có tuổi, thì cũng cần phải có trách nhiệm học hỏi về nền lịch sử Islam khi chúng ta vẫn còn đang sinh hoạt trên cuộc sống hiện tại. Nhất là đang trong mùa dịch như thế này thì chúng ta có thời gian rảnh nhiều hơn để chúng ta tìm hiểu về cái tôn giáo Islam của chúng ta. Và đặc biệt nhất, chúng ta cần phải hiểu rõ đầu tiên hay cái trách nhiệm đầu tiên để chúng ta tìm hiểu đó, chúng ta tìm hiểu về cái Tauhid về Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và trách nhiệm kế đến là chúng ta hãy nên đọc tiểu sử của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam từ đầu cho đến cuối. Và sau đó chúng ta nên tiếp tục tìm hiểu tiếp về cuộc đời của những Sahaba đáng kính của chúng ta, những người đã mang trên mình cái trọng trách truyền đạt Islam lại cho thế hệ sau. Và sau đó họ là thế hệ Tabi'in đức hạnh và những cái thế hệ nối tiếp sau họ trên con đường truyền đạt tôn giáo của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tôi muốn nhấn mạnh và cùng ôn lại với tất cả quý đạo hữu Muslim vì Allah Subhanahu wa Ta'ala, về sự kiện, về vài tình huống và vài bài học rút ra từ tiểu sử của một người đàn ông được mệnh danh là Alim, là một người uyên bác thuộc bậc thầy của Islam chúng ta. Tiểu sử của một con người đã có một sự cống hiến rất là lớn và duy trì cái nền giáo luật Islam của chúng ta. Chẳng những ông là một học giả chuyên về luật Sharia, mà ông còn là một học giả chuyên về Hadith, là một tấm gương của sự giản dị, khiêm tốn, nhất nhất tuân theo Quran và Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, là một người lính vì chính nghĩa của Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Và ông có tính kiên nhẫn rất cao chỉ vì muốn được là một người Muslim chân chính. Và ông xứng đáng là một tấm gương vĩ đại mà hầu như mỗi tín đồ Muslim chúng ta khi nhắc đến tên ông, khi mà chúng ta đọc về Hadith hay chúng ta nói về một cái luật nào đó của Sharia thì chúng ta lại nhớ đến người đàn ông này. Và trách nhiệm của chúng ta nói chung của những người Muslimin cần phải nói về cuộc đời của những người học giả lỗi lạc này, nhắc chúng ta về họ, công bố cuộc đời của họ và biến họ thành những tấm gương mẫu cho chúng ta nhìn vào đó mà học hỏi và làm việc và để hành đạo giống như họ đã từng hành đạo và để biết rõ về cái lịch sử tôn giáo mà chúng ta đang đi theo và những con người mà chúng ta đã nhận kiến thức từ họ, họ có cuộc sống như thế nào và họ đã sự hành đạo ra sao mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban cho họ những cái giá trị mà hầu như chúng ta rất khó mà đạt được như họ. Thì họ là những người đã truyền chúng ta kiến thức, truyền chúng ta luật Sharia và truyền chúng ta tafsir Quran. Tín đồ Muslim chúng ta cần phải phát huy hơn nữa về việc tinh thần học. Chúng ta phải tự học và tự đọc và tự hiểu và tự nghe. Ngày hôm nay rất là đơn giản. Chẳng những sách vở nó lại có trong các masjid, trong những ngăn tủ, thì ngày hôm nay mỗi một người trên tay đều có một cái điện thoại smartphone hay là cái điện thoại thông minh với màn ảnh lướt rất là dễ dàng. Thì chúng ta có thể truy cập mạng ở bất cứ nơi nào, ngay cả khi chúng ta đang nằm trên giường ngủ, chúng ta có thể hàng giờ không cần phải rời khỏi phòng của mình. Thì ngày hôm nay có rất nhiều ngôn ngữ, chúng ta có thể tìm hiểu theo ngôn ngữ chúng ta muốn. Nếu chúng ta muốn trao dồi kiến thức Islam bằng ngôn ngữ tiếng Anh thì nó có sẵn sàng đầy đủ tư liệu về tiếng Anh chúng ta. Thì tiếng Việt Nam alhamdulillah được Allah Subhanahu wa Ta'ala phù hộ, ban cho và che chở, cũng như Ngài đã tạo sự dễ dàng. Thì nó vẫn tồn tại hai trang web đọc, chúng ta nếu muốn đọc, đó là trang chanlyislam.net và trang thứ hai là islamhouse.com. Và chúng ta có thể nghe bằng ngôn ngữ tiếng Việt nếu chúng ta muốn. Tất nhiên chúng ta có sự lựa chọn bằng một tiếng Chăm, tiếng Malaysia hay bất cứ cái tiếng gì chúng ta muốn, nhưng tiếng Việt nó vẫn có tồn tại. Nếu chúng ta tìm hiểu trên YouTube, trên hai kênh Tui Islam và Tui Trẻ Islam, thì chúng ta có thể nghe về Islam của chúng ta và chúng ta biết được tôn giáo của mình và chúng ta bổ sung vào kiến thức mà chúng ta thiếu nó.
chúng ta thiếu gì lĩnh vực nào, chúng ta sẽ tìm hiểu về lĩnh vực đó sâu hơn. Thì nó có đầy đủ, gần như đầy đủ tất cả lĩnh vực về tôn giáo chúng ta đã có trên những cái trang web chúng ta vừa nghe. Thì chúng ta chỉ cần có việc học hỏi và nghiên cứu. Đặc biệt thời gian dịch như thế này chúng ta không có đi đâu được mà hầu như là ở nhà, thì hãy bỏ một ít thời gian trong ngày để chúng ta tìm hiểu về tôn giáo của mình và tìm ân phước của Allah Subhanahu wa Taala trong cái sự hy sinh thời gian chúng ta học hỏi đó. Thì trong cái bài viết ngắn hôm nay, tôi sẽ tóm lược cho chúng ta nghe về cuộc đời của vị Imam lỗi lạc, đó chính là Imam Ahmad bin Hanbal. Ông là một trong bốn đại Imam mà chúng ta đã nghe ba vị Imam trước đó: Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i và đây là người cuối cùng, Ahmad bin Hanbal, trong bốn vị Imam vĩ đại lỗi lạc của chúng ta đó. Chẳng những lỗi lạc về luật học Sharia mà ông ta lại là một người lỗi lạc về kiến thức Hadith. Ông ta đã thuộc được 1 triệu cái Hadith từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và là một người hành đạo rất là có sự nhiệt huyết. Và chúng ta biết khi nói đến 1 triệu cái Hadith của Imam Ahmad bin Hanbal thì ông ta đã từng nói: tôi đã không ghi bất cứ cái Hadith nào trong số tất cả Hadith tôi thuộc vào sách của mình. Sách của Imam Ahmad bin Hanbal đó là sách được gọi là Al-Musnad. Cho đến khi nào tôi thực hiện điều răn dạy trong cái Hadith đó xong, tôi mới ghi vào cái quyển sách của mình. Nghĩa là 1 triệu cái Hadith đó Imam Ahmad bin Hanbal đã áp dụng cho chính mình trước khi ông ta ghi vào cái quyển sách và trước khi truyền đạt lên cho người khác. Thì đó là một cái tấm gương vĩ đại, một tấm gương sáng giá để chúng ta nhìn vào đó để mà xem xét lại cái việc hành đạo của mình trước những cái sunnah hay những cái wajib hay là những cái đường lối mà Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã truyền đạt lại cho chúng ta. Thậm chí Imam còn làm nên một cái điều mà hầu như trong Islam không bao giờ khuyến khích chúng ta làm điều này, nhưng ông ta muốn làm tại vì ông ta đã thấy Nabi làm. Đó là ông ta tìm một nơi vắng vẻ tự như cái núi Hira mà Nabi đã từng ở. Thì ông ta tìm một nơi tương tự như vậy để ông ta ngồi dưới khoảng thời gian. Có người hỏi thì ông ta nói: tôi muốn làm như Nabi đã từng làm. Còn nếu như ông đã làm đến cái điều đó thì không có gì chúng ta thắc mắc rằng 1 triệu cái Hadith kia ông ta đã áp dụng cho chính mình và ông ta mới ghi vào sách và mới truyền cho người khác. Tại vì ông ta là một người rất yêu thích Sunnah của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và ông ta được gọi là Imam của trường phái Sunnah và Jama'ah, một trong những vị Imam vĩ đại đó. Thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu sơ lược về cuộc đời của vị Imam này. Thứ nhất, sinh ra lớn lên và học kiến thức Islam của Imam. Thì Imam tên đầy đủ là Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ash-Shaybani. Ngoài Abu Hanifa là người gốc Ba Tư, còn lại ba vị Imam còn lại, Malik Shafi và Ahmad bin Hanbal, cả ba họ đều là người gốc người Ả Rập. Và Imam được sinh ra vào tháng 3 năm 164 Hijri tại Baghdad, thủ đô của Iraq ngày nay. Đó là nhằm vào tháng 11 năm 780 dương lịch. Imam bắt đầu học kiến thức tại Baghdad với Imam Abu Yusuf, một học giả lỗi lạc nổi tiếng về fiqh thời bấy giờ. Và sau đó Imam bắt đầu chuyển sang học Hadith. Và sau đó Imam chuyển từ vùng này đến vùng khác, từ nơi này đến nơi khác trong một chuyến hành trình dài, và kết hợp với việc thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala và áp dụng những cái kiến thức mà mình đã biết. Thì đây là một cái hình thức thờ phượng rất có giá trị. Nếu như chúng ta biết và chúng ta áp dụng ngay về kiến thức chúng ta đó thì chúng ta được gọi là người thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala bằng cái kiến thức chuyên sâu của chúng ta. Thì cái ân phước của họ, những người đó cao hơn kiến thức của những người mà họ chỉ thờ phượng Allah Subhanahu wa Taala bằng cách truyền thống hay bằng cách truyền miệng, không có bằng chứng, họ không hiểu được cái bằng chứng hay là không nhận biết được cái cơ sở rõ ràng về cái lực học. Thì Imam đã đến Mecca, đến Medina, đến Basra, đến Yaman và nhiều nơi khác để mà học hỏi Hadith. Và tất nhiên Imam là một người nghèo và tất cả việc di chuyển đó đều bằng đôi chân của mình, và Imam vốn không có mang theo tiền, cho nên đi đến đâu là Imam đi lao động đến đó. Thì Imam đã từng nói Imam đã lao động làm thuê cho người ta ở ngoài chợ vào một buổi sáng, khi đủ tiền để cho ăn ngày hôm đó và mua dụng cụ để mà học ngày hôm đó thì Imam sẽ lập tức ngừng, không còn lao động ngày hôm đó nữa, mà Imam sẽ tập trung hết thời gian còn lại của ngày hôm đó để mà việc học hỏi và ghi chép Hadith của Imam. Và cứ như thế qua ngày hôm sau Imam lại ra chợ tiếp tục cái việc kiếm tiền của mình. Thì chúng thấy một người Imam
vẫn không bảo rằng Allah sẽ cho rizki mình từ trên trời xuống, mình chỉ cần việc đi học thôi và mình chỉ cần đi dạy thôi. Đó là một sai lầm, là một suy nghĩ lệch. Chúng ta cần phải lao động. Khi mà chúng ta đủ số tiền chúng ta ăn thì chúng ta mới bắt đầu đi vào cái việc đó là chúng ta học hỏi kiến thức Islam. Thì đến chừng đó chúng ta mới là người thật sự sống kết hợp giữa đạo và đời, và đó là điều Islam chúng ta muốn. Và tấm gương chúng ta thấy đó là gì, imam, hay là những gì imam chúng ta đã từng nghe, hay những gì sahabat của Nabi Sallallahu Alaihi chúng ta đã từng hiểu về cái tiểu sử của họ, thì tất cả họ đều là những người chăm lao động và năng nổ trong việc tìm kiếm rizki bổng lộc của Allah Subhanahu Taala, chứ họ không phải là những người ngồi chờ rizki từ trên trời rơi xuống. Và chắc chắn rằng bầu trời sẽ không bao giờ đổ xuống những cơn mưa vàng mà chúng ta tưởng, hay những người lười, hay những người họ biện minh một cách không đúng đắn về cái việc phó thác cho Allah Taala, trong khi họ không có bất cứ lý do gì để mà cho mình được bình an. Thứ hai, mô tả về imam Ahmad bin Hanbal, chúng ta sẽ biết về cái ngoại hình của imam. Ông Ahmad bin Al-Abbas bin Al-Walid An-Nahwi kể: tôi nghe được cha của tôi kể, cha đã gặp được Ahmad bin Hanbal, một người đàn ông có gương mặt đẹp, tóc nhuộm cây lá móng. Thì cây lá móng này chúng ta thấy những người nữ ngày hôm nay họ hay cái việc nhuộm móng tay, trên móng tay họ có cái màu nâu nâu, hơi đỏ đỏ, nghiêng về màu nâu đỏ sậm sậm á. Thì những người Ấn Độ hay là những người bên Ấn Độ họ có cái truyền thống nhuộm móng tay đó, hoặc là họ dùng để mà họ vẽ lên tay trong những ngày kỷ niệm ngày cưới hay thế nào đó. Thì cái cây được gọi là cây lá móng, nó có màu. Thì Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã từng khuyến khích nhuộm cái loại màu đó, và Imam Ahmad bin Hanbal ông ta đã nhuộm tóc và râu mình bằng cái cây lá móng đó. Và trên râu của imam nó còn sót lại vài sợi đen, chắc có lẽ do thời gian nhuộm rồi đó, sau đó râu nó lại ra đen. Thì cha thấy imam mặc loại vải màu trắng thô kệch, nghĩa là cái loại vải của imam nó cứng thô chứ không phải là mềm mịn như chúng ta. Điều đó chứng tỏ imam có cuộc sống rất là cơ cực và khó khăn. Imam có thói quen quấn khăn trên đầu, được gọi là imam à. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cũng là người thường xuyên quấn khăn trên đầu. Học giả Abu Dawud As-Sijistani nói: Ahmad Hanbal không đi sâu vào bất cứ điều gì của cuộc sống trần gian mà mọi người thường hay bàn tán và lo lắng. Nhưng khi nói về kiến thức halal haram, luật Sharia, tafsir, hadith, thì imam tham gia một cách rất là nhiệt tình. Và ông Abu Al-Abbas kể: tôi nghe được Al-Hasan bin Ismail kể, tôi nghe được cha tôi nói, trước đây có đến hơn 5.000 người ngồi đến nghe imam Ahmad bin Hanbal giảng bài. Trong đó có khoảng 500 người viết bài, còn lại là chăm chú học về cách ứng xử và cách im lặng của imam. Khoảng 500 người viết về hadith, và số còn lại tập trung vào tính cách và động thái và tính khiêm nhường, tính giản dị của imam. Tương tự như thế, có đến 10.000 người tập trung học với imam Bukhari, mặc dù thời điểm đó không có loa và micro gì cả. Chắc có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên học bằng cách nào mà những người số lượng đông như thế có thể nghe được lời nói của một người đàn ông không có loa hay micro như ngày hôm nay chúng ta biết đấy. Thì câu trả lời như thế này: trước đây với số lượng học viên tham gia đông thì cứ mỗi 100m họ lại cử một người có giọng khỏe và nghe tốt ngồi tại vị trí cách xa đó, và cái người đó sẽ nói lại tất cả những gì họ nghe được thầy nói, và cứ như thế truyền đi cho đến người cuối cùng mà chúng ta nghe số lượng họ đã tham gia đó. Và có khi họ ngồi trên thân cây trà là để nói lại cho giọng lớn hơn. Và đó cũng là cách lời Azan ở Mecca trước đây họ cũng đã từng truyền nhau. Khi đến giờ Azan thì một người đứng trên masjid ở một nơi cao trong masjid để mà họ cất lời Azan, thì cách xa đó người nào nghe được thì người đó sẽ tiếp tục cất lời Azan tương tự để cho những người xung quanh đó nghe, và cứ như thế họ lan truyền cái lời Azan khắp cả cái khu vực họ ở. Thì chúng ta thấy họ là những người có cái lòng mộ đạo như thế nào. Còn chúng ta ngày hôm nay nghe văng vẳng bên tai tiếng Azan, thậm chí là lớn nữa kìa, thậm chí họ cảm giác khó chịu hoặc là họ giật mình thức tỉnh khi họ đang ngủ, nhưng họ bất cần. Đôi khi họ lại không quan tâm, đôi khi họ lại phớt lờ, đôi khi đó là một lời gọi dành cho một người nào đó chứ không phải dành cho họ, trong khi họ tự xưng mình là một người Muslim. Thì hãy đáp lại lời gọi
Nếu chúng ta không thể đến được masjid thì hãy chúng ta hành lễ tại nhà của mình. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ và ban cho chúng ta cái việc nhiệt quyết hơn và cái sự mộ đạo nhiều hơn. Và đến khi mà kết thúc bài học thì người thầy sẽ nói sallallahu alaihi wa sallam hoặc là sallallahu ala Muhammad. Những người nghe đều lặp lại cái lời salawat đó. Đó là cái câu nói cuối cùng của kết thúc một bài học. Và Sheikh Muhammad Al-Asqar kể cho tôi nghe, tức là cái người kể câu chuyện này là Sheikh Al-Nabin Iwadi, người Alim, người Kuwait. Thì ông ta kể về câu chuyện này. Ông ta nói Sheikh Muhammad Al-Asqar kể cho tôi nghe, khi ông giảng về một chủ đề nói về bid'ah, trong số những người ngồi nghe của ông ta thì có một người lại thái quá trong vấn đề bid'ah. Đối với cái người đó, tất cả mọi thứ trên đời này đều là bid'ah, kể cả sử dụng loa ở masjid để mà azan hay là nói chuyện thuyết giảng thì ông ta cũng không đồng ý. Ông ta cho rằng đó là bid'ah, điều mà Nabi không từng làm trước đây. Thì Sheikh Muhammad Al-Asqar, ông ta muốn dạy cho cái người này một bài học để cho cái người này không còn có lối suy nghĩ lệch kể từ ngày hôm nay trở đi. Thì một ngày nọ, người đàn ông đó ngồi gần Sheikh Muhammad thì sẽ nói: "Này người đàn ông, hãy đọc sách cho tôi nghe." Thì sẽ đưa cho ông ta cái quyển sách, thì ông ta bắt đầu lật sách ra, thì ông lấy kiến ông ta đeo vào. Thì Sheikh hỏi cho: "Này người đàn ông, tại sao ông đeo kiến? Đây là điều bid'ah mà Nabi sallallahu alaihi wasallam chưa từng làm trước đây." Thì ông ta nói: "Không, tôi không có ý định gì ngoài vậy, tôi muốn nhìn chữ cho to hơn để đọc cho dễ hơn đó mà." Thì Sheikh mới nói: "Thì loa và micro ngày hôm nay cũng vậy, cũng chỉ vì mục đích khuếch đại âm thanh đó thôi." Thì cái lời giải thích như thế làm cho cái người đàn ông nó thuyết phục. Và cái từ ngày hôm đó, ông ta đã bỏ đi cái sự suy nghĩ lệch lạc của mình. Thì chúng ta đi đến điều thứ phần thứ ba là nhận xét của ulama dành cho imam. Thì học giả Ibn Kathir ghi trong bộ sách của mình Al-Bidayah wa Nihayah, nghĩa là bắt đầu và kết thúc, trong cái quyển chính có ghi lại cái tóm lược cuộc đời của Imam Ahmad bin Hanbal trong 10 cho đến 15 trang giấy. Thì trong đó đó nó lưu trữ cả trang nói về những cái lời khen tặng mà những ulama dành cho imam. Chúng ta sẽ xem xét, chúng ta sẽ xem imam được ulama tuyên dương và khen ngợi ông ta như thế nào. Thì trong đây sẽ trích một vài lời nhận xét, trong đó có lời nhận xét quan trọng nhất mà chúng ta nên quan tâm và biết, đó là lời nhận xét của thầy dành cho trò. Thì không có lời nhận xét trung thực nào bằng lời nhận xét của thầy mình dành cho người trò của mình cả. Thì Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala là thầy của Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Shafi'i được ví như là mặt trời chiếu rọi, tựa như là sức khỏe trong cơ thể. Đó là nhận xét của Ahmad bin Hanbal dành cho thầy của mình. Thì Imam Shafi'i nói về trò của mình như thế này: Ahmad bin Hanbal là một người dẫn đầu trong 8 lĩnh vực mà không ai trong thời của trò đạt được như trò đã đạt. Là 8 điều. Thứ nhất, trò ấy dẫn đầu về Quran, về Hadith, về Sunnah, về Fiqh, tức là về luật học Sharia, về ngôn ngữ học, về nghèo đói, về lòng mộ đạo và về sự giản dị. Trò ấy không những dẫn đầu về Fiqh và Hadith mà trò ấy còn dẫn đầu về kinh Quran và về ngôn ngữ học, về kiến thức tình huống, đó là kiến thức trong vụ việc về tôn giáo, tâm lý và lòng mộ đạo. Ngoài ra, trò còn dẫn đầu trong sự nghèo khó, khổ hạnh, mộ đạo, kính sợ Allah tối cao. Qua tất cả những lĩnh vực vừa liệt kê đó, trò là người đứng đầu đạt đến vị trí cao ngất ngưỡng trong sự thờ phượng. Và Imam Shafi còn nói: "Tôi rời khỏi Baghdad và để lại đó một học giả lỗi lạc, đó là Ahmad bin Hanbal." Subhanallah. Và Shafi đã từng nói: "Này Ahmad, trò giỏi hơn thầy về Hadith. Khi trò xác định được Hadith nào là Sahih thì hãy cho thầy biết để thầy làm theo." Chúng ta thấy một người muốn biết về chân lý thì họ luôn chấp nhận chân lý đến từ đâu, cho dù đó là người trò của mình hay là một người nhỏ tuổi hơn mình, thậm chí là vị trí thấp hơn mình, hay là cái thân phận nghèo nàn hơn mình, hay là một người thua xa về cấp bậc. Thì nếu như họ là người có lòng kính sợ Allah và muốn biết về chân lý thì họ sẽ sẵn sàng đón nhận đó là chân lý, tại đó là ánh sáng. Chân lý là ánh sáng, là soi gọi chúng ta thấy được những cái điều tối tăm mà chúng ta thường ngày không thấy được. Nhờ chân lý đó, nhờ ánh sáng soi gọi đó, chúng ta thấy được cái sự tối tăm của
thiếu thốn của bản thân mình, sự kém cỏi của chính mình, thì chúng ta cần phải đón nhận chân lý, dù nó đến ở phương diện nào, hay đến được từ hướng nào, hay đến từ ai, thì chúng ta cần phải đi theo sau chân lý đó. Thay đó là chân lý, nhờ nó chúng ta mới thấy đường, chúng ta đến đứa Allah subhanahu wa ta'ala, thờ Allah ta'ala đúng dưới những gì Allah bắt buộc, chứ không phải chúng ta thờ Allah bằng cái việc truyền miệng của một người này một người kia. Bởi sự truyền đạt thì sự truyền miệng đó không có giá trị nữa Allah subhanahu wa ta'ala, mà nó cần phải có sự bằng chứng, đó là từ Quran và Hadith. Thì chân lý thì nó vốn là chân lý, chúng ta chấp nhận hay là chúng ta phủ nhận thì nó vẫn là ánh sáng soi gọi đường cho chúng ta, rất cần mọi nơi và mọi lúc. Thì cái câu nói của Imam Shafi giới chọn của mình là con giỏi hơn thầy về Hadith, thì chúng ta thấy đó là một người thầy biết được cái vị trí và kiến thức của mình. Chứ không phải có những người khi mà họ lên một vị trí thầy hay một người có cái bằng cấp đại học hay bằng cấp tiến sĩ hay bằng cấp thạc sĩ gì đó thì họ nói tôi là đúng nhất, hay là những ai nói ngoài những lời tôi đã nói thì họ là những người nói sai, không nghe lời họ. Thì chúng ta thấy cả bốn đại imam hay tất cả những imam trong lịch sử Islam chúng ta không một người nào tự xưng mình là người giỏi nhất, và không một người nào hô hào kêu gọi thiên hạ đi theo mình và bỏ hết lời nói của những người khác. Không, tất cả họ đều có một lời nói chung là các người hãy bám sát theo Quran và Sunnah. Nếu như lời của tôi phù hợp với Quran thì Sunnah thì hãy nhận lấy nó. Còn nếu như tôi nói khác đi thì đừng bao giờ nhìn định nó, và đừng bao giờ ghi nhớ, và đừng bao giờ ghi chép lại những gì tôi đã nói nếu như nó không phù hợp với Quran và Sunnah. Thậm chí Imam Shafi từng nói hãy ném vào vách tường hoặc ném vào một cái nơi góc xó nào đó nếu như lời nói của tôi không phù hợp hay là không đúng với Quran và Sunnah. Và Abu Hanifa dặn dò người trò của mình tương tự, không cho rằng mình là người đúng nhất. Chúng ta đi đến cái mục thứ tư, các quy tắc căn bản của Imam Ahmad bin Hanbal. Mỗi Imam đều có một quy tắc riêng và có quy định riêng để mà họ dựa vào đó để họ xây dựng các giáo luật. Tất nhiên tất cả họ đồng ý bằng chứng gốc và hay bằng chứng cơ sở của Islam gồm có 4. Thứ nhất là Quran, thứ hai là Sunnah, thứ ba là Ijma, thứ tư là Qiyas. Và ngoài 4 bằng chứng căn bản này, khi mà không có tìm thấy thì họ bắt đầu dựa vào một số quy tắc mà mỗi một imam họ sẽ đưa cái quy định theo kiến thức của mỗi người và nhận định của họ để mà họ dựa vào đó mà họ đưa xây cái nền tảng. Thì chúng ta sẽ biết được cái quy tắc mà Imam Ahmad bin Hanbal xây dựng cái nền tảng luật của mình là Imam Ahmad bin Hanbal đồng ý với việc Imam Shafi dựa theo istihbab làm cơ sở bằng chứng, và đồng ý với Imam Abu Hanifa dựa theo istihsan làm cơ sở bằng chứng, và đồng ý với Imam Malik dựa theo masalih mursala và việc ngăn chặn cái nguy cơ làm cơ sở bằng chứng. Thì những cái từ này là những cái từ nó cần phải cái sự giải thích rất là lớn. Nếu chúng ta học về fiqh thì chúng ta sẽ biết được những cái từ đó nó mang ý nghĩa gì. Còn những người nào không chuyên sâu về fiqh thì chúng ta hãy tạm nghe sơ vậy đi, rồi từ từ chúng ta sẽ có cơ hội, chúng ta sẽ hiểu rõ nhiều hơn về những cái từ chúng ta nghe khi nãy bằng nguyên văn tiếng Ả Rập. Ngoài ra, Imam còn dựa vào ý kiến Sahaba và đặt ý kiến đó bên trên Qiyas, và còn chọn lấy các hadith yếu từ các thầy của mình và đều cũng đặt bên trên Qiyas. Và Imam còn lựa chọn những cái hadith Mursal. Thì hadith Mursal là hadith nó có đường truyền dẫn đến Tabi'in và đi đến Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mà không qua vì Sahaba nào, thì đó được gọi là hadith Mursal. Chúng ta đi đến điều thứ 5 là những bạn đạo của Imam Ahmad bin Hanbal. Thì mỗi một imam họ đều có được bạn bè đi theo, tự như những người học viên đi theo họ để mà học hỏi kiến thức về Islam. Đôi khi đủ tuổi tương tự như họ, hoặc nhỏ hơn họ vài tuổi, thậm chí lớn tuổi hơn họ. Nhưng những người đó muốn học hỏi kiến thức Islam thì họ lại đi theo những người thầy mà họ có thể học, và họ muốn học từ những cái người thầy mà họ tin tưởng nơi họ kiến thức. Những người xung quanh Imam Ahmad bin Hanbal cũng tương tự và có rất nhiều, và họ đã ghi chép lại kiến thức học lại từ Imam và truyền đạt lại cho thế hệ sau. Và họ tất nhiên trong những cái người học đó đó vẫn có những người có những cái nhánh rẽ nhỏ khác với ý kiến mà thầy mình đã đưa ra khi mà họ nhận định cái điều đó đối với họ là đúng hơn là cái nhận định của thầy mình. Vẫn có những cái điều đó. Những người mà alim ulama nổi tiếng đi theo đường lối của Imam Ahmad bin Hanbal như là Imam Abu Dawud, tác giả của bộ Sunan,
Chúng ta nói hadith do Abu Dawud ghi lại thì đây chính là người này. Và Ibn Qayyim al-Jawziyah và Ibn Jawzi. Thì đây là hai người rõ ràng nha. Một người là Ibn Qayyim al-Jawziyah, một người khác là Ibn Jawzi. Một người khác nữa là Ibn Qudama, tác giả của bộ Al-Mughni. Và Ibn Taymiyyah, Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Muflih. Và có nhiều học giả ulama khác, họ đã học trực tiếp với imam hoặc học gián tiếp, tức là truyền từ người này qua người khác mới đến với lời của họ. Tất nhiên không nhất thiết chúng ta học trực tiếp với imam chúng ta mới là người đi theo đường lối của imam. Nếu chúng ta chấp nhận kiến thức và chấp nhận cái sự truyền đạt lại của đường lối của imam Ahmad bin Hanbal thì chúng ta vẫn có thể gọi mình là người học trò của vị imam Ahmad bin Hanbal đó. Thì chúng ta đi đến cái điều thứ 6 là imam nói về sự giản dị trong cuộc sống. Ông Abu Ismah bin Asim al-Bayhaqi kể: tôi qua đêm cùng với imam Ahmad bin Hanbal. Ông đã mang nước đến đặt cạnh đó. Thì khi mà imam gặp một sinh viên nào đó đến ngủ cùng với mình, thì trong đêm đó imam sẽ đặt một chậu nước gần họ để cho họ tiện lấy bù đùa để mà hành lễ salat qiyam trong đêm. Bởi đối với những người thời bấy giờ, việc hành lễ salat tahajjud hay là qiyam trong đêm đó là điều hiển nhiên họ phải làm. Chúng ta thấy đó là điều hiển nhiên họ phải làm. Nhưng ở chúng ta ngày hôm nay thì sao ạ? Đối với Salat Fajr, có những người cả tuần, thậm chí là cả tháng, hoặc là nhiều tháng liền, họ không hành lễ Salat Fajr trong giờ của nó. Chứ đừng nói chi là họ đến masjid của Allah subhanahu wa ta'ala để hành lễ cùng với tập thể. Đó là một cái sự thiếu sót rất lớn đối với những người nào như vậy. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ cho chúng ta và cho chúng ta trở về con đường mà Allah hài lòng. Khi mà sáng đến, imam nhìn thấy cái chậu nước vẫn còn y nguyên, không được đụng đến, imam mới nói subhanallah. Một sinh viên học hỏi về kiến thức Islam mà lại không có phần phước nào của salat tahajjud trong đêm hay sao? Thế thì người đó học kiến thức như thế nào đây? Người đó học luật Sharia ra sao đây? Và người đó học fiqh họ áp dụng như thế nào? Và người đó lại không có bất cứ cái công đức hay là cái ân phước nào hay là thời gian họ dành cho salat tahajjud trong đêm. Một sự ngạc nhiên, nếu như người đó là một người kiến thức mà lại không có cái ân phước salat tahajjud cho bản thân mình, thì việc truyền đạt là cho người ta, khuyến khích người ta nó sẽ như thế nào? Và ông Ibn al-Madani kể: tôi đã xin lời khuyên từ imam Ahmad bin Hanbal lúc tôi chia tay imam. Thì imam khuyên tôi: hãy biến lòng tất qua là hành trang của anh và đặt cuộc sống đời sau ở trước mặt anh. Thì không cần phải nói nhiều, một câu nói gồm đầy đủ ý nghĩa, gồm có lòng tất qua, mộ đạo, kính sợ, giản dị trong cuộc sống và loại trừ cái mọi ước mơ vô thực. Ước mơ thực tế nhất của chúng ta đó là chúng ta phải làm sao đạt được sự hài lòng của Allah, làm sao chúng ta đạt được cái thiên đàng mà Allah ta chuẩn bị cho những người ngoan đạo. Thì đó mới là ước mơ thật của chúng ta và cái khao khát đúng của chúng ta. Nếu chúng ta đặt lệch thì chúng ta đã là người không chọn đúng mục đích và ước mơ chúng ta nó sẽ tan biến nhanh chóng sau đó. Ông Yahya Al-Jalib kể: tôi đã nghe được Ahmad bin Hanbal nói: tôi kêu hãnh cho những người đàn ông dù lá gan của họ đã bị trần gian làm tiêu chảy nhưng con tim của họ tràn đầy Quran. Nghĩa là Quran á, nó sẽ giúp cho một con người có giá trị cao hơn. Tại vì người mà họ có cái thời gian dành cho Quran mỗi ngày thì cái người đó họ sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala cho họ những điều mà những người khác không có. Họ sẽ có được những thứ mà những người khác không bao giờ có được. Cho nên nếu như chúng ta là người Muslim thì chúng ta cần phải dành thời gian trong ngày ít nhất cũng phải 5-10 phút hay là 15 phút, nhiều hơn nữa thì càng tốt, để chúng ta phải ngồi lại, ít gì chúng ta phải đọc được một vài ca hàng của Quran để chúng ta biết nhận thức được mình là người Muslim vẫn còn đang tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala. Có như thế chúng ta mới thấy được Quran hàng ngày và đó là lời Allah muốn gửi đến chúng ta. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta có thể nghe và chúng tự trao đổi, học hỏi. Nếu chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ biết được đọc tiếng Ả Rập để chúng ta đọc Quran cho chảy, tại nó không khó để chúng ta đọc nữa, chỉ cần chúng ta cố gắng. Thì ngày hôm nay rất ít người Muslim quan tâm đến điều này. Họ có thể ngồi hàng giờ nói chuyện bằng
WhatsApp hay là Facebook chat gì đó, nhưng mà họ lại không có thời gian cầm Quran đọc một hai hàng hay là một trang giấy, nó cần 10 phút ở người đó mà thôi, trong khi họ đến cả thải 24 tiếng đồng hồ trong ngày đêm. Thì hãy quan tâm đến Quran bằng ý nghĩa đúng của nó, hỡi những người Muslim, để chúng ta được trở về với Allah Subhanahu wa Taala là một người Muslim có Quran. Bởi ngày sau Allah Taala đã phán chỉ người vô thiên đàng: này ngươi hãy đọc Quran đi, thì ngươi sẽ được nâng lên. Nghĩa là khi chúng ta đọc Quran thì chúng ta sẽ được nâng lên vị trí trong thiên đàng. Và khi chúng ta không còn đọc được nữa bất cứ câu kinh nào sau đó nữa, thì đó là cái vị trí cuối cùng của chúng ta trong thiên đàng. Thì hãy đọc cả trọn kinh Quran đi, thì nó sẽ được tầng tốt nhất inshallah, được bên cạnh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Chẳng phải chúng ta muốn được thấy mặt gương mặt của Nabi chúng ta muốn được ở cạnh Nabi của chúng ta hay sao? Thì hãy đọc Quran nhiều hơn, thì chúng ta sẽ được có một vị trí gần Nabi hơn. Hãy cố gắng và hãy phấn đấu. Đây là một lời nhắc cho chính bản thân của tôi, và cũng như nhắc chung hết cho tất cả anh em Muslimin nghe được cái lời này. Hãy cố gắng dành thời gian trong ngày đọc Quran, dù nhiều hay ít. Khi chúng ta vẫn còn thở và vẫn còn nghe và vẫn còn đọc, đừng để đến một ngày chúng ta nằm đó để người ta đọc cho mình nghe, thì giá trị nó là không có như ý của mình. Mà hãy đọc cho chính mình để mình được cái ân phước đó, đừng để người ta đọc cho mình. Cái như nó đã sắp trở về với Allah Subhanahu wa Taala, đôi khi chúng ta không kịp nằm để mà cho người ta đọc nữa kìa. Ngày hôm nay cái chết nó trôi rất là nhanh, đặc biệt trong những cái thời đại bệnh hoạn như thế này. Con trai của Imam Ahmad bin Hanbal Abdullah đã nói với cha: xin cha hãy cho con lời khuyên. Thì Imam nói: này con trai, con hãy luôn định tâm tốt, con sẽ luôn đạt được điều tốt do định tâm con mang lại. Khi con định tâm thật lòng, con nếu như có được 1.000 dinar, con sẽ bố thí tất cả cho người Muslim, cho người nghèo, cho người thiếu thốn, thì Allah sẽ ghi cho con đã bố thí 1.000 dinar đó, trong khi con đã không bố thí một đồng nào. Thì thử hỏi con có mất mát gì hay không? Thì hãy định tâm tốt cho những cái điều chúng ta muốn, nhưng hãy định tâm thật lòng, Allah sẽ ghi cho chúng ta. Cho nên là bị Zalam nó từng nói: nếu như một người thật lòng cầu xin Allah là chết shahid, bằng cái niềm tin thật sự và mong muốn thật, và nếu như Allah không ghi cho anh ta là người shahid ra xa trường, thì cho dù chết trên giường bệnh của mình, anh ta vẫn được ân phước là người shahid. Giống như những gì sahaba, họ không chết ngoài xa trường và họ chết trên giường bệnh, nhưng họ vẫn được gọi là shahid. Giống như Umar và Usman, họ là những người shahid mà Nabi đã chứng nhận cho họ cái điều đó. Ông Abu Bakr al-Maruzi kể: tôi nghe được Imam Ahmad bin Hanbal nói, điều gì làm cho ulama được khen ngợi và tuyên dương đến vậy? Đó là do họ thật lòng và chân tâm với Allah Thượng Đế của vũ trụ vạn vật. Nghĩa là họ có cái tâm hướng thật về Allah, cho nên Allah thương họ. Và khi Allah thương họ thì Allah cho tất cả mọi người trên thế giới thương họ. Thì đó là cái sự quan tâm mà Allah dành cho những người ai làm giỏi ulama. Và ông Abu Bakr còn kể: tôi nghe được Imam Ahmad bin Hanbal nói, quả thật trong tất cả mọi thứ đều có thứ để được tôn trọng và tôn vinh, và trong con tim điều để nó được tôn vinh nhất đó là sự hài lòng với Allah. Và ông Muhammad bin Ismail bin Al-Ula kể: cha tôi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Cha được Rizqullah Al-Kalwani mời, và ông đã đãi cha cùng tất cả những người được mời hôm đó rất nhiều món ngon, rất có giá trị và rất nhiều. Thì trong đó những người tham gia có mặt lúc đó thì có Yahya bin Mu'in, Abu Khaysama, Abu Ahmad bin Hanbal và nhiều người học giả alim khác. Và trong đó có một người mới nói: này người đàn ông, tôi xin thề do đó là ông đã quá quan phí trong việc chiêu đãi ngày hôm nay. Thì Imam Ahmad bin Hanbal mới lên tiếng: nó không đâu, xin thề với Allah, dẫu cho cả trận gian này gom lại tại Baghdad chỉ là một miếng thức ăn, và miếng thức ăn đó được một người đàn ông đút vào miệng người anh em Muslim của mình ăn, thì cái điều đó tôi xin thề với Allah không bao giờ không phải là điều quan phí. Thì chúng ta thấy, thì Imam Ahmad dứt lời thì ông Abu Yahya lên tiếng: anh nói đúng rồi đó, hỏi Abu Abdullah. Thì chúng ta thấy cái tình cảm anh em đối với những người alim họ quan trọng như thế nào. Họ xem trọng cái tình cảm hơn là những cái vật chất bên ngoài. Đối với họ, vật chất nó là một thứ ngoài tai, còn tình cảm, những người anh em đồng đạo với nhau mới là điều có giá trị, tạo nên sức mạnh, tạo nên sự đoàn kết mà không có thứ nào có thể mang lại cho họ được.
Và tất nhiên cái điều này không phải là một lời nói theo suy nghĩ riêng của Imam, mà nó có bằng chứng rất nhiều qua những cái hadith của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói về cái giá trị của tình cảm anh em đồng đạo. Thì Imam Ahmad bin Hanbal còn là một người thầy giỏi về việc truyền đạt kiến thức và giúp một người, lôi kéo một người lật lạc trở về với con đường của Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện về một người đàn ông hàng xóm của Imam đã trở về như thế nào và ông ta đã tâu bạch sám hối ra sao. Trước đây có một người đàn ông trong người hàng xóm của Imam Ahmad bin Hanbal, ông ta là người thường làm những điều haram, tội lỗi và những điều xấu, và được Imam khuyên can rất là nhiều lần nhưng ông ta vẫn chưa có sự thay đổi. Thì một ngày nọ, ông đã đến chỗ dạy của Imam Ahmad bin Hanbal và ông ta chào Assalamu Alaikum. Thì dường như Imam không đáp lại cái lời chào của ông ta một cách trọn vẹn và có biểu hiệu hình như không hài lòng về cái hành động của ông ta cho mấy. Thì ông ta mới nói: này Abu Abdullah, dường như tôi không được đón chào ở nơi này thì phải. Thật ra tôi đã tránh xa những cái thứ mà Imam đã từng cảnh báo tôi rồi bởi giấc mơ mà tôi đã nhìn thấy. Kể từ khi mà tôi nhìn thấy cái giấc mơ đó thì tôi đã từ bỏ hết tất cả những điều haram mà tôi đã từng làm trước đây. Thì Imam hỏi: vậy anh đã nhìn thấy gì? Thì chúng ta sẽ nghe một giấc mơ mà người đàn ông kể về mình đã nhìn thấy Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Và Nabi đã từng nói: Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi aw bi surati. Ai nhìn thấy ta trong mơ là họ thật sự đã thấy ta, bởi Shaytan không thể biến hóa thành hình dạng của ta được. Đó là điều Allah cho Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì người đàn ông này kể: tôi đã nằm mơ thấy được Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tựa như người đang ngồi trên một cái gò đất cao và ở dưới là rất nhiều người ngồi xung quanh. Thì những người ngồi xung quanh bên dưới đứng dậy, có người đứng dậy đến xin Nabi cầu xin cho họ. Sau đó đến người khác và đến người khác, cứ như thế không còn người nào, còn mỗi một mình tôi trong những người ngồi lại đó. Thì tôi dự định đứng dậy thì tôi mắc cỡ nhớ lại những cái tội lỗi mình đã làm trước đây cho nên tôi không dám. Thì Nabi mới nói: này người đàn ông, sao ông không chịu đứng dậy đến đây nhờ ta cầu xin cho ông? Thì tôi mới nói: thưa Nabi của Allah, tôi mắc cỡ những điều haram mà tôi đã từng làm trước đây nên tôi không dám đứng dậy nhờ người xin giùm. Cuộc đời của tôi bị giết chết bởi những cái điều haram và tội lỗi đó. Thì Nabi nói: nếu như cuộc đời của anh bị giết chết bởi những cái điều haram đó thì anh hãy đến đây đi, nhờ ta cầu xin Allah cho anh đi. Thì tôi đã đứng dậy và đến nhờ Nabi cầu xin Allah cho tôi. Thì người đã làm và người đã cầu xin. Thì đến chừng đó tôi mới nhận thức ra được rằng tôi đang bị Allah giận dữ bởi những cái điều haram tôi làm. Thì tôi kể từ ngày hôm đó tôi đã bỏ hết tất cả những cái điều haram mà trước đây tôi đã làm thường xuyên đó, mà tâu bạch trở về với Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thì nghe đến câu chuyện này thì Imam Ahmad bin Hanbal mới nói: này Ja'far, này cho các trò hãy ghi nhớ cái câu chuyện này và hãy truyền đạt lại, và đây là một câu chuyện hữu ích. Thì mong rằng câu chuyện này giúp cho thức tỉnh những người Muslim lầm lạc. Tuy nhiên trên YouTube gần đây nó có một cái bài nói về việc mà người nằm mơ thấy Nabi, thì chúng ta muốn biết rõ về vấn đề nhìn thấy Nabi cụ thể và nó chính xác như thế nào thì chúng ta xin mời hãy nghe cái bài đó. Thì chúng ta đi đến điều kế tiếp, điều thứ 7, cuộc sống giản dị của Imam Ahmad bin Hanbal. Ông Suleiman bin Al-Ash'ath kể: tôi chưa bao giờ thấy Imam Ahmad bin Hanbal đề cập đến cuộc sống trần gian này bao giờ. Ông là người hoàn toàn hướng tâm của mình đến như đời sau. Vì vậy Allah đã ban cho họ kiến thức và tất cả những gì tốt đẹp. Và bởi họ là những người thật sự sống vì đời sau, cho nên Allah đã ban cho họ cái sự duy trì được tôn giáo của Ngài và có thể gìn giữ được cái tôn giáo của Ngài. Cũng với điều tương tự đó, khi người ta nói với Ibn Mubarak bảo: quả thật có rất nhiều hadith hiện tại bây giờ là bịa đặt và dối trá. Thì Imam đáp: anh hãy yên tâm đi, rồi chúng sẽ được sống lại cùng với thiên tài. Allah sẽ cho ai đó chỉ sống về hadith, những người mà họ bịa đặt về hadith, rồi Allah sẽ sàng lọc nó lại. Bởi Allah là đấng sẽ duy trì ánh sáng của Ngài, sẽ luôn là ánh sáng chân lý, không bao giờ bị dập tắt bởi những cái thế lực hay những cái mối nguy hại muốn hại đến nó. Nó sẽ bị dập tắt lập tức mà thôi. Abu Hafs Umar bin Suleiman al-Mu'addib nói: tôi đã salat tarawih với Imam Ahmad bin Hanbal và Ibn Umar làm imam.
Thì cho đến Salat Witit thì Imam Ahmad bin Hanbal đưa tay lên ngực mà cầu xin, nhưng không ai trong chúng tôi nghe được lời cầu xin của Imam cả, mà chúng tôi chỉ nghe mọi tiếng khóc và tiếng nức của Imam mà thôi. Và trong message của Imam lúc bấy giờ chỉ có mỗi cái tấm trải giường đặt trên cầu thang, không đèn, không chiếu, không bất cứ vật dụng gì trong đó, mà chỉ có sự giản dị và sự thiếu thốn mọi thứ và nghèo khó. Nhưng trong đó có một thứ giá trị nhất, đó là lòng taqwa, kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala của Imam. Tất nhiên Salat Tarawih của Imam Ahmad bin Hanbal là 20 ra'at và thêm 3 ra'at witir nữa là 23. Đó là cách của Imam Ahmad bin Hanbal hành lễ Salat Tarawih. Và ông Abu Bakr al-Marwazi kể: tôi đã nghe được Abu Abdullah, tức là Imam Ahmad bin Hanbal, nói với Suja bin Maknaz al-Itar: hỡi Abu Fadl, chẳng qua đó là thức ăn và quần áo đó thôi. Cuộc sống này là chuỗi ngày ít ỏi, nên đừng quá lo lắng và u sầu. Tuổi đời vốn rất là ngắn, rồi sẽ trở về với Allah. Tất cả đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đã từng làm. Điều đầu tiên mà con người bị xét xử trong ngày phán xét đó là về tôn giáo của mình, về so lá của mình. Mặc dù Allah là đấng đẹp đẽ, yêu thích cái đẹp, tuy nhiên Thiên sứ Sallallahu Alaihi Wasallam cũng đã từng nói: innal bazaza minal iman, quả thật giản dị là một nhánh của đức tin. Thì đó là cách biện hộ của Imam về cuộc sống giản dị của mình. Nghĩa là Imam suy nghĩ như thế về cuộc sống và yêu thích cái sự giản dị hơn là cuộc sống thịnh vượng khang trang hơn. Đó là lối suy nghĩ của Imam, chọn cái cuộc sống tối giản và giản dị nhất có thể. Điều thứ 8, al-wara của Imam. Thì wara nó có nghĩa là cái sự cẩn trọng trong cái việc hành đạo, nghĩa là họ sẽ không bao giờ đưa bản thân mình vào cái sự nguy hiểm giữa halal và haram. Họ sẵn sàng bỏ nếu như trong đó nó có cái sự haram hay là một cái phần trăm haram trong đó, họ thà là mất chứ họ không để cho mình bị dính vào liên lụy. Thì làm mộ đạo khiến cho Imam cho nên rất là cẩn trọng và dẹt trong cách ứng xử cả cái trong cuộc sống. Thì Imam sẵn sàng chọn cách hy sinh để bản thân mình được bình an chứ không hề có cái bản tính tham lam. Có một lần một người đàn ông đã đặt cái chậu nước sát với chậu nước của Imam Ahmad bin Hanbal, do hai cái chậu giống nhau như khuôn cho nên không phân biệt được cái nào là của mình. Thì cái người đàn ông kia mới hỏi Imam: này Imam, đâu là cái chậu của Imam? Thì Imam nhìn hai cái chậu không biết phân biệt nào là của mình, thì Imam mới nói: cả hai cái chậu đó là của anh. Subhanallah. Ông ta không chọn cả nào, ông ta nói đó là của anh hết. Ông Ahmad bin Al-Qasim At-Tusi kể: mỗi khi Imam Ahmad bin Hanbal gặp người Thiên Chúa là Imam nhắm mắt, lấy tay che không nhìn. Khi có người hỏi nguyên nhân thì Imam mới nói: tôi không chịu nổi khi nhìn thấy kẻ đã du khống cho Allah, bởi họ đã nói Allah có con, thế thì làm sao tôi có thể nhìn họ cho được. Còn ông Ali bin Al-Madani kể: không ai trong chúng tôi thuộc lòng Quran giỏi hơn Ahmad bin Hanbal. Mặc dù vậy, mỗi lần nói về Sharia, nói về luật thì Imam luôn lật Quran ra đọc để cho chính xác nhất. Thì chúng ta đã từng biết Imam Ahmad bin Hanbal đã trải qua một cuộc tra tấn kinh hoàng như thế nào về vấn đề Quran là tạo vật của Allah, bị hai lãnh đạo cậy quyền đó là Mu'tasim và Ma'mun đã ép buộc ulama thời bấy giờ nói theo họ là Quran là tạo vật của Allah. Riêng Imam Ahmad bin Hanbal và người bạn của mình là Muhammad Nuh đã không đồng ý, cho nên cả hai đã bị tra tấn rất là dã man. Cái sự tra tấn này nó có một cái bài thuyết giảng riêng, mong chúng ta sẽ tìm hiểu cái bài thuyết giảng đó để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái nguyên nhân và chi tiết. Và cho nên từ đó làm cho Imam không thích bất cứ cái tài sản nào hay là vật chất nào từ bên lãnh đạo cho mình. Và trong số con của Imam Ahmad bin Hanbal có người tên là Saleh, người này đã nhận bổng lộc của lãnh đạo. Từ đó Imam đã cự tuyệt tất cả thức ăn do người này mang đến. Và Imam còn dặn con của mình: khi mà cha chết không được phép lấy bất cứ gì do Saleh cung cấp để mà làm liệm hay là mai táng cho cha. Thì chắc ở đây chúng ta hỏi tại sao? Thì nguyên nhân là Imam sợ rằng đồng tiền của lãnh đạo trong đó nó có những thứ haram, nó không minh bạch, hay những tiền riba, cho nên Imam không muốn mình bị những cái tiền haram đó và dính líu những điều haram đó, mà Imam muốn mình trong sạch. Thì đây là cách mà Imam Ahmad bin Hanbal thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala bằng cách wara. Ông Ahmad bin Muhammad Ad-Dasturi kể: có lần tận đến 3 ngày Imam không có gì ăn,
Thì imam đã nhờ đến người bạn mình giúp đỡ xin bột từ ông ta, thì mọi người mới nhận biết rằng gia đình imam khó khăn và cần đến thức ăn rất là đói. Mọi người mới lập tức đem đến cho ông ta một ít bánh mì còn nóng. Thì imam mới ngạc nhiên, mới nói làm sao các người có được bánh mì nhanh như thế này. Thì mọi người mới nói chúng tôi đã đem qua cái lò nướng của Soleh, tại vì cái lò nướng nó lúc nào cũng cháy cả. Thì imam mới nói mọi người hãy đem đi vậy đi. Nghĩa là imam không muốn bất cứ gì liên quan đến người con Soleh của mình cho cả. Tại là nguyên chúng ta đã nghe. Và sau khi bánh mì được đem đi thì imam đóng cửa và ra lệnh cho người nhà, kể từ ngày hôm nay không được phép nhận bất cứ gì của Soleh. Và cái tính khiêm tốn của imam, ông Abu Bakr Ahmad bin Muhammad al-Marwazi kể: tôi đã nghe được Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal nói mỗi khi đề cập đến cách cư xử của người mộ đạo thì imam lại nói cầu xin Allah đừng ghét bày tôi. Thì nghe nói như vậy thì tôi mới nói: này Abu Abdullah, có biết bao nhiêu người cầu xin điều tốt đẹp cho ông? Chắc có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng imam sẽ hanh diện mà nói đúng rồi, tôi là Alim mà, do tôi là người tốt nhất đấy, do tôi là người cư dân của thiên đàng, tôi đã thuộc lòng được 1 triệu cái hadith của Nabi mà. Chắc có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng imam sẽ có sự hãnh diện như vậy về bản thân mình. Nhưng không, ngược lại hoàn toàn. Imam vẫn nói câu nói khi nãy: cầu xin Allah đừng ghét bề tôi ở đâu trong số những người ngoan đạo đó. Thì tôi vẫn lặp lại câu nói của mình khi nãy: này Abu Abdullah, biết bao người cầu xin điều tốt đẹp cho ông mà. Thì imam lại gục đầu và hai dòng lệ tuôn trào. Và imam mới nói: ta lo sợ đó là cách đang bị lôi cuốn đấy. Cầu xin Allah biến bề tôi tốt đẹp hơn điều họ nghĩ. Xin tha thứ bề tôi về những gì họ không biết. Đó chính là lầm tất qua của imam. Tất nhiên, chúng ta đừng đánh giá một người ở bề ngoài, khen họ quá, cho dù họ có sự ngoan đạo như thế nào. Và kể cả những người ngoan đạo cũng đừng nên thích nghe những lời khen tặng tăng bốc của người ta. Bởi lẽ trong mỗi một con người đều có những cái điều xấu. Thậm chí không có điều xấu thì chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn rằng cái việc hành đạo của mình đã được Allah chấp nhận hay chưa. Bởi Umar đã từng nói, nếu như ta biết rõ ràng rằng Allah đã nhận nơi ta một lần sujud, tức là Allah chấp nhận cái sự sujud của ta một lần thôi, thì ta sẽ ước mình được chết ngay cái thời điểm đó. Thì một người như Umar đã vẫn còn phải sợ cho việc riya, sợ rằng mình không có sự thành tâm ikhlas. Cho nên nếu chúng ta có hành đạo ngoan đến mức độ nào đó thì hãy cố gắng duy trì cái bí mật và cái lòng chân tâm đó vì Allah mà thôi. Bởi Allah không chấp nhận ngoại trừ chân tâm. Và chúng ta nghe tiếp về cái phần 10, đó là cách imam đáp lại lời mời. Thì ông Saleh As-Sawwak kể: chút chúng tôi đang ở trong buổi tiệc thì Ahmad đến. Ông nhìn thấy trên ghế có trải bạc thì ông ta liền rời đi. Thì cái người chủ buổi tiệc chạy theo sau và gọi lại. Thì imam xây mặt nhìn người ông đó mà lấy tay che mặt của mình mà nói: giống như bái của Hạ giáo, giống như bái Hạ giáo. Rồi imam bỏ đi. Nghĩa là cái hình thức trải bạc chiêu đãi một cách long trọng đó là hình thức không phù hợp với Islam, làm cho imam không muốn đến dự bữa tiệc khi nó làm trái lực với lực của Allah subhanahu wa ta'ala. Còn con trai của imam Ahmad kể, đó là con trai của imam Soleh kể: cha của tôi không muốn bất cứ ai múc nước từ giếng lên cho ông ta khi ông ta lấy vụ tụa, mà ông ta chỉ muốn tự mình làm điều đó. Có lần cha tôi đã kéo nước lên thì nước đầy thùng, thì cha nói alhamdulillah. Tôi ngạc nhiên hỏi: thưa cha, con thấy đâu có gì đâu. Thì imam mới nói với con trai: này con trai, con không nghe được câu kinh Allah subhanahu wa ta'ala phán hay sao? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra famay yatikum bima'in ma'in. Ngươi hãy bảo chúng: các ngươi có nghĩ đến nếu nguồn nước mà các ngươi uống rút xuống lòng đất và biến mất thì ai có thể mang nguồn nước trong vắt đến cho các ngươi? Đó là chương 67 Al-Mulk, câu 30. Thì chúng ta hãy xem cảm nhận của imam sâu sắc như thế nào về Quran. Imam luôn liên tưởng đến Quran dù có cái hành động như thế nào. Giọng Ibrahim bin Ashamas kể: tôi biết Ahmad bin Hanbal lúc nó còn trẻ và nó thường hành lễ Salat Tahajjud trong đêm. Còn chúng ta thì đã bỏ đi biết bao là Sunnah quan trọng, trong đó có Salat Sunnah trong đêm. Tựa như chúng ta không nhận biết được rằng khi mà chúng ta duy trì được Salat lúc còn nhỏ thì chúng ta về già chúng ta sẽ được nó. Thì chúng ta về già sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ghi chép chúng ta công đức của lễ Salat đó, mặc dù chúng ta không làm được như chúng ta còn trẻ. Còn con trai của Imam Ahmad bin Hanbal Abdullah kể: tôi thấy cha tôi lúc tuổi già thì rất năng nổ đọc Quran Salat Sunnah nhiều,
giữa Dhuhr và Asr. Khi mà tôi bất chợt đi vào cha lúc hành lễ Salat Sunnah thì cha lại cha sang hướng khác, hoặc là cha nói chuyện hoặc là cha không nói chuyện. Thế vậy tôi bỏ ra ngoài, thì khi tôi ra ngoài thì cha bắt đầu trở lại Salat Sunnah của mình. Và cha đọc Quran rất nhiều. Nếu như cha thấy ai đó đi vào thì cha liền lấy áo che Quran lại. Cha không muốn cho mọi người thấy mình đọc Quran. Thì đó là cái việc hành đạo. Imam không thích nghe người ta tâng bốc về mình. Và imam không thích nghe người ta nói mình là một người đọc Quran hay, hay là một người alim, một người thuộc hadith nhiều, một người ngoan đạo hay một người thế nào. Imam giống không thích. Mà imam muốn dùng hết tất cả việc hành đạo, ngoan đạo đó chỉ imam với Allah đấng đã biết được cái bí mật nằm trong con tim của mỗi người và biết được cái thành tâm và cái chân tâm của họ bao xa và bao nhiêu. Thì chúng ta đi đến điều thứ 11, những cái đặc ân mà Allah Subhanahu wa ta'ala dành cho imam, những cái điều nổi bật mà imam có mà những người khác không có. Theo quan điểm của trường phái Sunnah và Jamaah, những người có đức tin chính thống thật sự sợ Allah Subhanahu wa ta'ala thì họ sẽ được Allah cho họ những cái điều đặc biệt, những cái khả năng đặc biệt mà họ hay là những cái vị trí tương tự như họ mới có được. Đó là cái lời cầu xin của họ được Allah Subhanahu wa ta'ala chấp nhận. Ả Rập được gọi là karamat của những người awliya Allah. Ông Muhammad bin Ali As-Sammar kể, tôi thấy Abu Abdullah, tức là Imam Muhammad bin Hanbal, đến nhà của Saleh trong đêm. Thì lúc đó con trai của Saleh đang bị chảy máu cam rất nhiều và bác sĩ đã cố gắng cầm máu nhưng không có tiến triển tốt. Thì Imam bước lên nói với đứa cháu nội của mình, cháu có sao không? Thì đứa trẻ mới nói, thưa ông nội, có lẽ cháu đang đi trên con đường chết. Cái giọng nói dường như là muốn nhờ cậy Imam cầu xin cho mình thì phải. Thì Imam mới nói, con không sao đâu. Dứt lời thì Imam có cử động đôi tay của mình, có lẽ là giơ tay lên cầu xin, thì lập tức máu cam ngưng chảy. Trong khi lúc nãy bác sĩ đã rất cố gắng và gần như bó tay mà vẫn không cầm máu được. Và câu chuyện thứ hai, nó được nhiều người biết đến hơn. Và câu chuyện này được ghi bởi Ibn Jawzi trong sách của mình Sifatun Safwa. Ông Ali bin Abi Harara kể về một người hàng xóm của ông. Mẹ của tôi đã bị liệt khoảng 20 năm. Một ngày nọ, bà bảo tôi, con hãy đến gặp Ahmad bin Hanbal nhờ ông ta cầu xin cho mẹ. Thì tôi liền đến nhà của Imam mà gõ cửa. Lúc đó Imam đang ở phòng khách nhưng không mở cửa mà hỏi ai vậy. Tôi nói tôi là người của gia đình đó, mẹ tôi đã bị liệt 20 năm, hôm nay bà bảo tôi đến nhờ Imam cầu xin nó cho bà. Thì nghe được lời này thì Imam có vẻ giận. Imam nói, chúng tôi mới thật sự là người cần lời cầu xin đó hơn bà kìa. Nghĩa là Imam muốn nói, đúng ra là chúng tôi là những người nghèo khó nè, cần cái lời cầu xin của mẹ của anh hơn cho chúng tôi, chứ không phải là mẹ tôi cầu xin cho mẹ của anh. Thì người đàn ông bị từ chối, ông ta quay bỏ đi với sự buồn bã. Thì có lời kể rằng ông ta đã khóc. Một người già trong nhà đi ra, thì có lẽ đó là người mẹ, đó là mẹ của Ahmad bin Hanbal đi ra mới nói, có phải cậu là người đã nhờ Ahmad cầu xin giùm cho mình không? Thì nói đúng rồi. Thì bà ta mới nói, ta đã nghe được Ahmad cầu xin cho mẹ con đó. Thì cái người đàn ông nó nói gì, tôi nghe được lời nói đó tôi lập tức chạy về nhà. Thì tôi chạy về nhà mà gõ cửa, thì mọi người có biết cái người ra mở cửa cho tôi đó là ai không? Người đó chính là mẹ của tôi, người đã bị liệt 20 năm trời. Bà ta đã đứng dậy và đi trên đôi chân của mình ra mở cửa cho tôi. Và bà nói, Allah đã ban sức khỏe lại cho mẹ rồi. Thì đó là cái dấu hiệu mà Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho Imam. Và ông Ibrahim bin Hani kể, một người hàng xóm là thợ dệt của Abu Abdullah kể, một đêm nọ tôi bị đau không chịu nổi và tôi đã rên rỉ trong đêm. Thì Abu Abdullah đã rời khỏi nhà của mình, bước đến hỏi ai đang rên đó. Thì có tiếng trả lời, người đó. Thì Imam đã cầu xin nói, Allahumma shfihi, ý nghĩa là lại Allah, xin hãy ban cho ông ta hết đau đớn. Thì ngay lập tức dường như là lửa đang cháy bị tạt nước và tắt liền ngay lập tức, và trở nên nguội lạnh không còn nóng nữa. Sau đó Imam bước vào nhà của mình. Thì Subhanallah, Subhanallah, đó là lời cầu xin của những người mà họ ăn những thức ăn halal, là một người có lòng tất qua ngoan đạo, luôn sự mộ đạo khấn vái Allah và không bao giờ bỏ hành lễ Salat Qiyam trong đêm. Chúng ta hãy tự hỏi mình, tại sao mình giống cầu xin nhưng mình không thấy được cái lời mình đã cầu xin. Thì chúng ta hãy xem mình đã có được hay là mình đã làm những gì mà Allah đã không hài lòng. Thì Allah là đấng tinh thông tất cả, biết hết tất cả mọi cái bí ẩn nằm trong con tim của chúng ta. Thì chúng ta đi đến cái phần 12, là phần cuối đời của Imam Ahmad bin Hanbal. Vào ngày Ahmad bin Hanbal qua đời thì xảy ra tắc đường, thậm chí không còn đường trống, chợ tạm ngưng.
và ngoài đường đông nghẹt đàn ông, đàn bà, người lớn và trẻ nhỏ. Tất cả đều rời khỏi nhà hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Imam. Bởi họ biết được họ sẽ phải chia lìa một người đàn ông Imam mà ông ta đã trải qua một sự kinh hoàng. Nếu như không có sự chịu đựng của ông ta và nếu như không được Allah phù hộ thì chắc có lẽ chúng ta cũng sẽ giống như bao mọi người khác thời bấy giờ mà tin rằng Quran là tạo vật của Allah. Và Imam đã nhặt lại được cái chân lý đó và đã chiến thắng được cái chân lý đó, duy trì được Quran chính là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. Mặc dù mọi người hiểu được và biết được Imam sẽ phải chết bởi ông ta cũng là một con người và rồi họ sẽ phải rời khỏi cuộc sống trần gian này, nhưng ai nấy đều cũng không nỡ và rất thương tiếc và bùi ngùi sẽ phải chia lìa với Imam vĩ đại mà họ từng sống chung. Thì có một ông lão bước vào lúc Imam Ahmad bin Hanbal nằm trên giường bệnh. Ông ta nói: cảm ơn sự có mặt của anh, hỡi Abu Abdullah. Thì câu nói đó làm cho Imam nghẹn ngào và chảy hai dòng lệ trên má. Trước khi Imam qua đời một hay hai ngày thì Imam đã cho gọi các cháu nội cháu ngoại của mình đến. Thì Imam đã ôm chúng và đã khóc khi vuốt đầu và vuốt ve chúng. Thì mọi người mới nói: cha hãy an tâm về chúng đi. Thì Imam ra dấu có lẽ Imam không có ý định lo lắng cho chúng, mà chắc có lẽ Imam sắp phải chia lìa và muốn nói lời tạm biệt chúng. Và cuối đời Imam đã hành lễ ngồi trong sự đau đớn của da thịt, và có đường truyền rằng Imam đã tiểu ra máu trong những ngày cuối đời của mình. Cho đến đêm Juma thì bệnh tình của Imam thêm trở nặng, làm cho mọi người cứ tưởng rằng Imam sẽ không qua khỏi đêm nay. Và cho nên mọi người đã liền xây Imam về chân Imam về hướng Qibla và nhắc Imam về câu Shahada, câu chứng ngôn, và miệng Imam luôn và không ngừng nói câu Tahlil La Ilaha Illallah. Và cho đến sáng Juma ngày hôm đó, mọi người kéo ra đường đông nghẹt và chợ hôm đó phải tạm ngừng, và mọi người đều đến để vì sức khỏe của Imam Ahmad Hanbal. Cho đến khi mặt trời đã lên cao của ngày thứ sáu, buổi sáng thứ sáu hôm đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala đã rút hồn Imam trở về với Ngài. Thì khi nghe được tin Imam qua đời thì hầu như tất cả mọi người ngày hôm đó đều ngồi bẹp xuống đất và họ khóc tựa như một người thân của họ vừa qua đời. Thì mọi người khóc nức nở. Thì người nhà của Imam đã ra ngoài khuyên bảo họ và trấn an họ và bảo mọi người hãy về đi. Hôm nay là ngày thứ sáu chuẩn bị đến với Salat Juma, và chúng tôi sẽ chôn cất mai táng cho Imam sau Salat Juma. Imam đã trăn trối di ngôn của mình trước khi tắt thở, đó là: ta có ba sợi tóc của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sau khi ta chết và tắm xong thì các con hãy đặt hai sợi tóc lên hai con mắt của ta, và sợi tóc còn lại đặt vào trong lưỡi của ta và ngậm miệng ta lại, và hãy chôn ta cùng với ba sợi tóc đó. Dường như Imam muốn tìm được cái hồng phúc từ những cái việc của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ban cho mình. Và sự kiện này được ghi lại do Ibn Hajar và Al-Qastalani và nhiều ulê học giả nổi tiếng khác đã ghi cái điều này lại. Và một câu chuyện chúng ta sẽ thấy rõ rằng Shaitan nó sẽ không bao giờ bỏ con người cho dù người đó là ai. Nó sẽ tìm cách lôi cuốn người đó cho dù đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, nó cũng muốn người đó đi vào quả ngục cùng với nó, mặc dù trước đó người đó rất là ngoan đạo và nó không bao giờ thất vọng bao giờ. Và con trai của Imam Ahmad bin Hanbal Abdullah kể: lúc cha đang đắp hối thì tôi đã ngồi bên cạnh mà tôi nói: cha nói đi, la ilaha illallah. Thì cha nói: chưa đâu. Tôi ngạc nhiên cho đến khi cha tỉnh lại, tôi mới nói: thưa cha, tại sao khi con nhắc cha câu shahada thì cha lại nói lời lẽ không phù hợp như thế? Thì cha, tôi mới nói: lúc đó cha nhìn thấy Shaitan đang đứng ở góc nhà, hắn tự cắn tay của mình và hắn nói với cha: ngươi đã vượt qua khỏi ta rồi đó, hỡi Ahmad. Thì cha mới nói: chưa đâu, cho đến khi nào ta nói được câu shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah trước khi ta tắt thở. Thì chúng ta thấy Shaitan nó không bao giờ bỏ con người chúng ta giây phút nào cả, và nó muốn chúng ta đi theo nó mọi nơi và mọi lúc để chúng ta không được sự tha thứ của Allah subhanahu wa ta'ala. Và Imam đã mất vào sáng thứ sáu ngày 12 tháng 4 năm 241 Hijriyah, nhằm ngày 30 tháng 8 năm 855 dương lịch, hưởng thọ 77 tuổi, và được chôn cất tại Baghdad, nơi ông sinh ra, và thủ đô của Iraq ngày nay. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban bình an và phúc lành cho Nabi của chúng ta, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban hữu ích cho những gì chúng ta đã nghe. Và xin nhắc lại, đây là cái bài dịch không phải do chính tôi soạn ra, mà là do tôi chuyển ngữ từ cái bài soạn sẵn của Sheikh Nabi Al-Iwadi
một alim người Kuwait. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban barakat và hồng phúc cho y học giả này và ban sự phù hộ và bảo vệ ông ta, tránh sợ mọi điều xấu và mọi điều có hại, và cầu xin Allah ta'ala cho vị imam này sự hưng thịnh và tốt đẹp ở tuần già và ở đời sau, và ban cho imam này có cuộc sống sung túc, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban hữu ích cho tất cả những ai nghe được cái bài thuyết giảng này. Thì wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.